lời Phật mà ông nhắn cái bụng nói lại. Và họ thiên còn thế giới. Rồi có mấy ông anh kể chuyện trên trời, tại vô hữu quên chuyện trên trời với ông mang thác phàm 9 tháng 10 ngày đâu nhớ vậy nè. Hỏi chảnh là bây giờ Tết vui không? Thì cái gì nó kể trên trời á, ngày nào cũng là ngày Tết. Tết là xuân, xuân là hoa đúng không? Thì trên trời mình không có cái khổ cho nên ngày nào cũng sướng á. Thì hoa trên trời mới kể là nó có những cái một tỷ năm có cái nó nở một lần, 1 triệu năm nở một lần, 1.000 năm nở một lần, 10.000 năm nở một lần. Thì những vị tiên trời cứ đi ngắm những cái loại hoa mới gì đó, nó đủ kiểu. Rồi đường phố bông hoa đầy hết. Đời sống ở trển cũng y như đời sống chúng ta, nhưng mà nó chỉ hoa không, mà nó chỉ có vui không có khổ. Thì đó là lời mấy gì nói như vậy. Rồi sư phụ mới hỏi, vậy chứ mỗi năm cha với mẹ ăn Tết ở đâu? Thì mấy vị mới nói thường Thượng Đế với mẹ Phật Mẫu thương cõi ta bà chúng ta nhiều nhất. Là vì chúng ta khổ nhất của tất cả các hành tinh, 3.000 hành tinh kia, họ sướng hơn chúng ta, hoặc là họ vô minh hơn chúng ta. Có những hành tinh giống như người laser chiến đấu tối ngày. Rồi họ có trùng ngày Tết với mình không? Phụ hỏi những câu hỏi giống như mấy con cũng quanh đời đúng không? Thì sư phụ là người giao tiếp được, thì sư phụ mới hỏi tùm lum hết. Hỏi do sư phụ cũng như hỏi dùm luôn cho nhân loại, để nhân loại biết. Thì những cái hành tinh ở gần chúng ta nè, rất là đông, họ cũng có những ngày Tết giống như chúng ta, vì họ cũng dùng hệ mặt trời của mình. Nhưng ở cõi trời không có ngày Tết, nhưng lại có những cái ngày mà trọng đại. Trọng đại là những vị vua trời, nó có 3-4 cả ngàn ông vua trời chẳng. Mỗi từng trời có ông vua trời bự, rồi mỗi từng trời có nhiều vị trời nhỏ nhỏ. Thì mỗi từng trời có Bồ Tát, có Phật, có tiên đầy đủ hết. Thì tất cả những gì đó, khoảng vào tháng 5 và tháng 6 của chúng ta, thì những gì đó về chào với cha mẹ, về chúc cha mẹ như họ một cái buổi mà lễ lớn để mà vui gì đó thì cũng có. Nhưng mà còn Tết là ở trên trời là Tết everyday. Chữ Tết không biết mình dịch làm sao, chữ xuân mới đúng, xuân là hoa. Còn mấy vị đã giải thích chữ hoa rồi. Ở trên trời là ngày nào nó cũng có một loại hoa nở, nhưng mà không phải như hoa hồng về cái vài tháng nó héo rồi nở lại tiếp. Hoa trên trời cả chục nghìn năm nó nở một lần, cũng như hoa u đàm vậy. Khi sư phụ xuống trần thì hoa u đàm nở rộ hết khắp nước Việt. Thì những cái loại hoa ở trên đó, mấy vị nói ở dưới thế gian này không bao giờ có. Và màu sắc rất là đẹp, chiếu 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 nè. Rồi những cái hành tinh cùng chúng ta trong cái hệ chúng ta là giống như Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Hàng Châu, Tây Ngô Bá Châu, thì họ cũng gần chúng ta lắm, họ cũng có Tết đó. Và họ cũng có ngày vô minh như vậy. Tại sao là mình có ngày hôm nay một Tết? Là vì cõi ta bà mấy vị nói hầu hết nhân loại chúng ta 8 tỷ người khắp thế giới, không phải chỉ riêng Á Châu, là mình đã buồn khổ bực bội sân si hờn dỗi ô đủ chuyện hết 364 ngày rồi. Thì cho nên quốc gia nào cũng có một ngày tìm một cái nụ cười hồn nhiên gọi là hỷ lạc. Thì hôm nay tất cả sư phụ thấy tất cả mọi người đều có nụ cười hết đúng không? Chỉ có mình sư phụ nhập thất bữa giờ 6 ngày, bữa giờ thấy màu đỏ, bây giờ bữa nay nó ra thấy màu đỏ màu vàng, rồi tiếng nhạc ồn quá chịu quá nổi. Cho nên lâu lâu thấy thụ mất đức, có nghĩa là đi ngồi thiền để mà recharge lại. Tại cái thế giới ồn ào này giờ nó không thuộc sư phụ nữa. Nãy ngồi thiền là có một chút tinh thần, cái ngồi ở đây chịu không có nổi, chứ có lo nữa.
Thì đó là Trung Quy lợi phụ sinh 15 phút, thì không biết hút chưa. Là Phật Mẫu chúc mừng chúng ta, tất cả các con ở thiên hôm nay đến đây dự buổi lễ này. Mình không phải chỉ riêng mình đâu nha, hồi sáng có những vị khác, tại vì mỗi lần mà thụ vấn an cha mẹ đầu năm á, rất là đông anh em tới, người nói chút chút thì có vú của thụ, thì dặn là hàng năm chúng ta đó nên trước khi lãm diễn nha, nên để cái bình nước ở đây nè bự, rồi mà hoa đó mỗi một người chúng ta tới, hy vọng năm sau mình làm lễ cho Thiên Long Sơn thì mình lấy cái hoa mình khánh. Tức nghĩa là lúc nào cái tưởng của mình cũng nghĩ chư thiên đang chung chúng ta. Nhưng mà sư phụ for sure và confirm 1,000,000% trên 1,000,000, không phải là tưởng mà là thiệt. Tại sư phụ đang đứng đây thì những vị tiên trời, tiên chúng cũng chung vui chúng ta hiện giờ đang đây. Chúng ta không phải là những cái hội chợ Tết bình thường như những người ngoài kia. Chúng ta là hội chợ Tết của người người cõi trời. Sư phụ là người, nhưng sư phụ là con trời thì cũng nửa người nửa trời. Thì chúng ta ăn Tết chung với những chư thiên luôn á. Thì cho nên ở bên bên chỗ thờ cha mẹ đó có cái chỗ và cánh bông đó, đứa nào mệt đó, ra đó ngồi thì nghỉ mệt, rồi cầm một cái bông lên thánh. Con cảm ơn các chư vị hạ phàm xuống đây cùng chung vui xuân với chúng con, mỗi đứa mỗi ý, nhưng mà cái ý chính là giống như vậy. Thì những chư thiên họ cảm nhận là họ không có bị lạc lõng. Tuy là mấy con hôm tháng như vụ thấy anh bắt thấy đúng không, và lời chú vụ nói đâu phải là đùa. Thì mỗi đứa nào mà tôn trọng chư thiên thì qua phía bên đó rồi cầm cái bông về đó, thì biết đâu xui xui anh hên là mấy vị cho 6 số hay sao. Còn nếu không xui nữa thì ai mà bị chúng bùi chúng ngại mấy vị gỡ lại giùm đúng không. Mà mình đâu có mất gì đâu, nhưng mà at least thì sư phụ chỉ là truyền đạt lại những lời hồi sáng này, đó là lời mẹ dạy, lời mẹ chúc mừng xuân năm 24 cho tất cả các con hội thiên một năm đầy phước lộc. Dùng cái chữ nghe cho mẹ nhắn lễ đệ tử của con và tất cả hội thiên năm mới tràn đầy cái chữ tràn đầy phước lộc. Cái chữ phước lộc đó là lời của mẹ mình. Mấy con thấy có diễm phúc không? Mấy con người phàm mà được mình địa Phật lớn nhất trong vũ trụ chúc Tết như vậy, con nghĩ là mình có phước rồi. Ở trên đời này không có ai có cái câu được chúc câu đó. Thì và mẹ vú của Hữu á biểu mình vui xuân chung vậy á, thì qua bển cầm cái bông thôi, chứ không phải nhang nha. Nhang cũng là tốt, nhưng mà nhang là thường rồi mình hay khấn hoài. Nhưng mà cái hoa đó thường có để một đống ngay cửa, thì khi nào muốn relax qua bển ngồi thiền 5-10 phút thì dân hoa cái. Mấy vị thích hoa lắm, tại trên thiên đình đó, thiên đàng đó, hoa không à, cái hoa, cái cỏ dại nhất đó, cũng là cái hoa mà hiếm quý của mình. Cho nên ngày nào cũng là ngày xuân, đó là nguyên nhân mấy vị giải thích sư phụ. Chứ không phải như chúng ta muốn chọn một ngày cuối năm để mà quên đi 364 ngày sầu khổ. Ở trển không có sầu khổ, cho nên mỗi một ngày là mấy vị cứ đi bay là vòng, tìm cái hoa nào bữa nay nở là mấy vị vui. Và đồng thời cỡ khoảng giống như hàng tháng, hàng tuần, nhập trển không có thời gian, nhưng mà một cái between time, một cái khoảng thời gian ngắn đó, thì những chư Phật, Phật ở đây trong kinh nhiều lúc những cái tên gì Phật không có nữa, những tên Bồ Tát tác mình cũng không biết nữa, nhiều lắm, vô số. Thì những gì đó đến thăm một cái tầng trời đó, một tầng trời đó giống tiểu bang Cali, rồi nó có biết bao nhiêu quận hạt, biết bao nhiêu thành phố. Thì những vị Bồ Tát, những vị Phật đến đó chung vui với cái tiên chúng ở đó thì cũng là một cái ngày lễ vui của họ.
thì ở trên trời có những cái thú vui đó. Nhưng mà cái ngày mà trọng đại mà tất cả các tầng trời, tất cả các vua trời, Phật và Bồ Tát về để mà chúc mừng cha mẹ là khoảng thời gian theo cái địa cầu chúng ta là khoảng tháng 5 và tháng 6. Còn chúng ta là bốn mùa, là vì ngày xưa đó là khi mình trồng lúa đó, mùa xuân là mùa rảnh mỡ không, thì mình chọn ngày này. Chung quy lại, tất cả các hành tinh, 3.000 hành tinh ngoài kia, cha mẹ cũng thương hết, tại vì cũng là chúng sanh. Chúng ta đã từng ở những hành tinh đó, hôm nay chúng ta ở hành tinh này, mang các người khổ hơn, cái da chúng ta mỏng hơn, da hàng lần nó dày hơn, da mấy anh gì ốp ô, với mắt của nó bự, nó không có kiếm cận như thủ phụ không, cho nên nó sướng hơn mình. Cho nên cha thương chúng ta giống như một baby vậy đó. Hơn mà cũng giận đó là gì, chúng ta rất là vô minh, quên tâm linh, quên cha, quên mẹ. Thì cho nên tôi phụ xuống đây để nhắc nhở lại là vậy. Đời sống ở trên trời y như đời sống của chúng mình ở đây, mà chúng mình rất là thô kệch, giấy trắng in ra copy trắng đen, còn trên kia là giấy màu, là không 3D rồi, là vậy thôi. A Di Đà Phật. Rồi tôi phụ chỉ trao lại microphone trả lại cho ban tổ chức. Tôi chỉ là nhắn lời mấy lời Phật mẫu truyền đạt. Nó như là Ngọc xin chào, rồi khi nào mà break time á thì muốn mình lên để mấy thì mình lên. Rồi ok ba. Nãy thu nhận rồi ra đây hết hơn on, con đứng ở đó không hơn on. Mình bước ra đây nè mới mở microphone lên. Như là cứ quên hoài. Cảm ơn sư phụ. Rồi ăn uống qua đây, ăn là phòng lanh bên này. Dạ tụi con cảm ơn sư phụ. Chúc mừng năm mới. Thư đi bà. 94538.
Quý vị thấy để trở nên nhiều hơn thiên vi thắt bằng tay này. Là tiếng nói dạy, nghe thấy không? Khác bằng tay, tức là tâm thành. Con biết à, thủ hộ đốt tất cả, đốt tất cả các những nhà họa sĩ vẽ giỏi trên thế giới. Lấy cái bức tranh này nè, mà vẽ mà giống thật. Thủ hộ phục á, thủ hộ có bức tranh thiệt mà bằng bút chì của một người không từng biết vẽ mà nhắm mắt mà vẽ ra được cái chân dung của mẹ. Tại thời đó, lúc xa xưa đó, mẹ cứ sư phụ cứ nhớ mẹ không à, cứ ngồi chiếc cái bức hình mà bên tạo để Google á, rồi cái mẫu của người tạo á, mặc rồi này nọ, mẹ không phải như vậy. Cái là sư phụ mới khấn thân mẹ cho con chân dung thật sự của mẹ đi. Mà sư phụ sinh như vậy gần cả năm, mẹ với cha mới quyết định cho. Thì lúc đó cha với mẹ đó mới điểm cho tay của một người bữa nay chỉ không có tới đây hả? Dạ, tức là cái bút chì thì giờ sư phụ đang giữ nhà, thì từ cái bút chì sư phụ chụp ra thổ đi hết từ Rainbow cho tới Valley Fair cho tới vòng vòng những họa sĩ mà vẽ trong đó vẽ hoài không giống. Rồi cái mỗi lần mà vẽ cái hình ra không giống gì hết, cái sư phụ để lên cái mẹ về mẹ cười, mẹ nói cái này không giống, người nào mà có duyên mẹ mới cho vẽ giống. Cho nên tới ngày hôm nay cả cái bức hình này cũng không có giống 100% với bức hình của nhà sư phụ. Cho nên cái bức hình này là cái người mà khắc ra được cái này á, nếu mà con coi kỹ cũng thật sự chưa có giống lắm. Còn trên thế giới này tất cả những quốc gia như Ai Cập, Do Thái hay là Châu Phi, người ta đều có là nữ thần của họ, cũng là mẹ. Nhưng mà mẹ mình thật sự trên trời là chân dung này, Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, nhưng mà người Việt Nam mình có đại phước vì sư phụ là con với cha mẹ, nên mình mới có một cái bức chân dung đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Thì từ đó tới ngày hôm nay, giống như hồi sáng, giống như mỗi lần mỗi tuần á, sư phụ dẫn em trai với ông mẹ đó, thì nguyên y đúc 100%. Cái bức tranh này á, thì giống cũng như là 98 99. Chỉ khác có một cái á, là những ngày lễ Tết hay là mùng 8, 18, 28 thì mẹ mặc áo lông bào vàng, mà mão vua mà có cái trước mặt. Còn những ngày khác mà khi vừa có chuyện gì đột xuất mà thỉnh mẹ đó, thì mẹ cũng mặc áo xanh, áo đỏ, áo vàng đủ hết á. Tại vì chiếc nhẫn của mẹ đó, mẹ chỉ cần xoay một vòng thì mẹ đổi cái màu áo khác, đổi kiểu khác. Người cái áo nó phải như của mình giải nhìn xuyên phải không? Cái áo của trời Phật mặc á, nhìn vô á, nó chiếu nó giống như đi vào một cái cục giống như cục sòn vậy, nó chiếu đủ màu. Đại khái chung quy lại rất là cảm phục. Này của con là lên này lên. Cho nên nhà kêu nó khắc tiếp tục nữa đi. Làm nhiều đi, có nhiều sư phụ thỉnh hết. Muốn nhiều thù thử cho nhiều. Cái này gắt bằng tay không phải dễ đâu, nhưng mà cái này được 95% giống. Con nhìn kỹ đi, là cũng có tâm thành lắm á. Xin tiếp tục chương trình, nếu không có mình nhựa nữa hả? Còn 15 phút nữa hả? Ok, 15 phút sư phụ nói chuyện 15 phút cho. Rồi sư phụ cũng buồn, sư phụ mới than tại sao con xuống trần bị mấy ếch nhái rắn rít chuột nó ăn hiếp hoài. Cả cái Tết con hết sức và mấy đệ tử hội thiên dồn hết nỗ lực làm sân khấu
mặc áo dài rồi đẹp ở trên Thiên Long Thổ, Thiên Long Sơn thì bị tụi nó cấm vận rồi, phải không? Thiên Long Thổ giờ chót nó cũng kiếm chuyện với con vậy. Mấy vị nói mấy đứa ở vùng này nè, mấy con biết buổi chiều đó mình rất bình thường đúng không, không có lạnh nữa, mình còn ngồi nói chuyện, còn nói chuyện một cái clip mấy đứa quay á, thân khấu bình thường. Vừa tối lại bão, mà thời tiết đâu có báo trước là bão, mấy con coi lại đi, cái bão là bão của thiên ma đó con, nó quýnh sập cái ngọc ấn của sư phụ gãy xuống á, là cái cây niêu á, thằng em đi với anh bắt dựng lên nó quýnh ngã luôn á. Chứ trước đó là mấy vị nói là không có chuyện gì xảy ra, tức là mấy vị mà hộ pháp á, nhưng mà thiên ma nó cao lắm, nó không có ưa mình vui là nó quýnh gãy cái đó. Thì chiều bữa sau thì nghe nhận kia đó là mình có cái lá thơ của Khao đi, nó cấm mình làm tết ở đó, bắt đầu nói xấu. Cho nên giữa chánh và tà vẫn còn đang nghiêng ngửa, thì đó là duyên. Mấy vị nói thì coi tùy duyên đi, nhưng mà mấy vị khuyên sư phụ á phải nhẫn tâm, đừng có buồn. Tại vì lúc sư phụ nhập thất 6 ngày, tổ sư Bồ Đề về cũng ngồi, mấy vị về thăm hỏi, rồi mấy vị an ủi, rồi mấy vị chúc mừng chia vui đủ hết. Rồi 23 người anh em của sư phụ cũng xuống chơi sư phụ. Rồi tổ hiện về trước mặt sư phụ, tổ nói này, sư phụ nói nhiều rồi nhưng mà có những người lạ đó, sư phụ nói lại nha. Tổ nói là con giống như ta hồi xưa, lúc mà đem đạo Phật truyền qua cho Á Châu, cho Việt Nam, cho Tạo, thì ta đã củ niên diễn bích, nghĩa là tổ phải ngồi thiền 9 năm để mà chờ thời cơ. Con hôm nay con vô đây nhập thất cũng giống như ta, gán cho con đừng có nóng nảy. Trời tánh sư phụ mấy vị không biết, chùa đâu có nóng đâu, mà mấy vị lúc nào về cũng nói con phải nhẫn nại, phải không? Cơ trời mình không có muốn sớm là được, nó phải đúng lúc. Thì lúc đó sư phụ cũng không nói gì, cái sư phụ mới hỏi lại tổ, vậy chứ chừng nào mới tới lúc gì sư phụ? Tại sư phụ kêu tổ Bồ Đề Đạt Ma là sư phụ, cái đó hỏi cha con á. Ta không có dám nói, hỏi cha mình. Cái sư phụ lơ qua chuyện đó, cái sư phụ hỏi chứ là hồi mấy năm trước tổ cho con nói với đại chúng là chữ khổ để cho mọi người bớt khổ, nhưng mà có một số người họ không có chấp nhận cái khổ của thế gian, cho nên họ cũng vẫn không bao giờ hết khổ. Khi nào họ chấp nhận cái thế gian này khổ đi thì tự nhiên hết khổ, tức là mình có nguồn vui nho nhỏ cũng là vui, còn có nguồn vui mà trúng số 1 tỷ đô cũng là nguồn vui lớn, nhưng mà vui đó nhiều cứ mừng quá đứt tim chết không chừng nữa. Cho nên là nguồn vui nho nhỏ này. Thì đại khái tổ nói vậy đó, kêu mình phải chấp nhận khổ của thế gian và học cái khổ của thế gian, thì chữ khổ đó mới có màu nhiệm, đó là ý vậy. Cái sư phụ mới hỏi tổ có gì mới không dạy nữa, thì tổ nói kêu họ học. Vì sao cái hòa thượng Tế Công cũng ghé thăm, hòa thượng Tế Công cũng dạy sư phụ. Rồi sau đó mấy vị Bát Tiên á cũng ghé thăm, rồi mấy vị cũng nói sau này họ thiên chúng ta sẽ có những cái truyền kỳ còn hơn là Bát Tiên của hồi xưa nữa. Tại vì Bát Tiên là phim ảnh tùm lum không, sách báo khắp quốc gia, khắp thế giới, Mỹ vô khi giờ cũng biết nữa. Con bây giờ con làm nhiều chuyện hơn ta hồi xưa, thì sau này nhân loại có những cái chuyện truyền kỳ còn nhiều hơn của ta nữa, tức là mấy Bát Tiên nói chuyện với hồi vậy đó. Ở cái thời này những người nào mà có duyên gặp sư phụ đều sẽ vào sử sách của nhân loại hết. Nhưng mà đứa nào phải làm gì thì nghe sư phụ đã dạy rồi, muốn tạo công đức á, cái người dở nhất đứa đệ tử họ thiên á,
70 tuổi cũng lập được cái trang Facebook rồi share mấy cái bài thôi chứ đâu cần làm gì. Tại vì họ thiên chúng ta là họ có thời tận thế, họ để đi về với cha mẹ. Mình biết cha mẹ là rất là hiện hữu, rất là lo chúng ta. Kêu thầy phụ ở đây để mà lùa một đám em đi về trời. Thì những đứa đã biết cái đó thì phải truyền đạt ra cho nhiều người để chúng ta cùng về chung, để chúng ta không có phải trở xuống. Bây giờ mấy đứa con bảo đảm mấy Quynh sẽ về trời nè, Ngọc Anh sẽ về trời. Rồi nhìn xuống thấy một đám mấy đứa em họ thiên còn loi ngó lỗ ngỗ, có an lòng, có đi vui mà đi ngắm hoa sưng ở trên trời không? Mỗi lần mà vui cái nhìn xuống thế gian đó, thấy mấy đứa em mình lẫm ngẫm cũng thấy một cái gì vơi vơi không? Cũng phải chạy xuống. Thì muốn không bị như vậy thì hôm nay tất cả họ thiên phải truyền bá, phải độ, tức là những gì mình biết thì mình nói cho người khác biết, để cho cà gù con chiên rồi đó họ tỉnh ngộ, để cho năm loại mà khó độ á họ thức tỉnh. Ở cái thời nay á, mấy vị rất là nhức đầu là gì? Chúng ta lo chạy theo cái đồng hồ, lo chạy theo tiền tài danh vọng, tham sân si vật chất, chạy theo đời, chạy theo con, sáng thì đưa con, chiều rước con, lăn xăng đi chợ về nấu cơm cứ thế. Đến khi chúng ta wrinkle già, rồi chúng ta lãnh một cái giấy của bác sĩ thử máu ra đó, rồi chúng ta u sầu, rồi chúng ta ngồi chờ đếm đồng hồ countdown để mà chết. 70% là sống là như vậy. Họ không bao giờ họ hiểu được. Chúng ta có hai thân. Cái thân phàm là như vậy, nhưng mà cái thân thật sự á, chỉ mượn cái thân phàm để học cái khôn, để mà tiến bộ. Đó là cái chân thần của chúng ta, cái tâm linh của chúng ta. Nó sẽ bất tử và nó sẽ nhớ tất cả. Hôm nay ai đến đây thì những hình ảnh này nó sẽ ghi vào trong cái lại gia thức, và nó mang theo trên lúc mà mình cận tử nghiệp, tức là mình chết đó. Những cái hình ảnh vui này, ai cầm cuốn kinh Thiên Tâm đọc đều được về trời hết. Là vì trong đó lúc nào mình còn, trong kinh Địa Mẫu có nói, trong Lăng Nghiêm hay trong Thập Chú Lừa có nói. Còn ai mà không biết đọc kinh rất là khó về, tại vì cái tiếng ai Đà Phật rồi là lại sám hối cha, lại sám hối mẹ, đại khái trong kinh mình đó. Lúc đó nó đã in sâu vào cái lại ý thức hàng ngày rồi. Thì lúc đó mình quên đi mình có bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu nhà băng, bao nhiêu tiền. Mình chỉ nhớ duy nhất đó là chỉ có trời với Phật mới cứu mình thôi. Cái ông bác sĩ ông chỉ làm cho qua lo thôi, đúng không? Bây giờ con có bệnh gì, ông bác sĩ nó hồn, I'm sorry. Thường nghĩ nó một câu đó, nhẹ nhàng lắm. Tại nó đi học trong trường dạy đó, nó nói cái câu sorry là mình biết mình bị cái gì rồi đó. You okay, I'm sorry. Là mình biết mình sắp chết rồi đó con. Chứ mấy bác sĩ đâu có nói you want to die. Nó chưa quyết. Nó không bao giờ nói vậy á. Oh, you okay, but I'm sorry, I try my best. Thì con phải biết mình phải làm sao rồi. Lúc đó chỉ có những cái lời kinh mà mấy con đọc hàng ngày đó cứu mạng mấy con thôi. Đó là nguồn an ủi tinh thần giờ chết, mà nó là thật. Vì khi mình không còn sợ chết, trong giới 11 của Thiên Tâm là mình sẽ không bao giờ chết. Có nghĩa là gì? Cái linh hồn không bao giờ chết. Còn khi mà người thường không có biết cái giới luật số 11 của Thiên Tâm, số 10 ấy, là dẫn sợ chết. Nhất là sân trước sân sau, đại gia giàu có, kiến cận, cà gù cà gật con chim, rất là sợ chết lúc đó. Họ thiên chúng ta sẽ không bao giờ biết sợ chết. Nhớ lời sư phụ. Và thêm một chuyện nữa, bonus thôi, cái này là bonus. Huống hồ đã giao duyên với sư phụ rồi, sư phụ dễ tay anh chán rồi, cứ kêu tên sư phụ. Hoặc
lâu lâu về Thiện Long Sơn thì cũng đã gieo duyên rồi, giống như má Trinh này, má Hảo này, đã từng là đệ tử sư phụ. Thì khi chết cái hồn sư phụ cũng kêu về, cũng vẫn gọi sư phụ là sư phụ. Rồi sư phụ còn đưa đi nữa, chết không có hết, chết vẫn còn nói chuyện được với sư phụ á. Những người lớn tuổi đây nè, giống như bắt ngư vậy đó, để mai mốt mấy ổng mà đi thù kêu mấy ổng về nói chuyện mấy con. Không, nó đối với hồ á, cõi người hay là cõi vô vi á, rất là bình thường. Còn biết người đời nghĩ như sao á, là chuyện hồ khó hiểu quá, cái chả gì khó hiểu á. Mình ngủ, mình nằm mơ, nằm mộng, tức là mình biết mình có linh hồn. Chẳng qua là mình thô kệch quá, mình không có chi cứu, mình không có học hỏi, mình không có tìm hiểu thêm. Tối ngày mình cứ đi tìm hiểu tại sao ông đó nói chuyện tôi câu đó, tôi phải tìm cách chơi xấu lại ổng. Tại sao thằng đó nó làm được chuyện này tôi không làm được. Tôi tức là mình theo đời không à, học nghề, học kiếm tiền cho cái nhà băng mình tăng con số lên không. Không bao giờ chịu khó đi học những cái suốt thế gian. Khi mà học suốt thế gian rồi á, thì lúc đó mới biết đá biết vàng, mới biết lời của sư phụ nói là thật. Nhưng mà nó còn tính theo cái tuổi nha. Cái tuổi còn trẻ trẻ như Yến rồi nè, Thu Trang rồi đó, là còn có sức đi lên núi, lên cái điện mẹ, đâu có như vào hang đâu. Mình chạy xe tới library rồi, mình lên có 100 thước, 100 bước, 108. Nhưng mà nhiều lúc á, lớn tuổi cái này á, chưa chắc đi, hỏi mấy đệ tử lớn tuổi đi. Một năm lên Thiên Long Sơn, lên điện mẹ được mấy lần, mà có đi cũng lớp từ nhắc nhắc như nè. Làm sao mà ngồi thiền được nửa tiếng? Ngồi thiền 15 phút nửa tiếng là chỉ cho nó mát mát thôi. Ngồi như kiểu sư phụ kìa, 3 tiếng, 5 tiếng, 10 tiếng kìa, nó mới vô định. Thì lúc đó mình mới thấy được mấy chi gì. Nhưng mà coi chừng nghe, tại vì sư phụ là có mấy gì hộ pháp, cho nên mấy thằng ma nó không có dám giỡn. Còn mấy con là phải bắt ấn à. Tại vì mẹ kêu mấy chị vị kêu sư phụ vô nhập định đó, là để cho tất cả những vị trên trời xuống thăm. Thì cái nhà mà trên núi đó, là đã được siêu rồi. Siêu là những lúc đó là giống như Thiên Long Bát Bộ, mấy vị tứ đại thiên vương với mấy ông rồng cứ bao phủ cái nhà đó. Nên sư phụ có dặn mấy đứa đệ tử đó, từ cầu thang đi ra ngoài kia với xuống thì ok, còn ở trước cửa cái bộ ngựa đá đó, vòng vòng đó, là chữ thiên đầy hết. Đừng có vô lộn xộn, cái người của mình bị trượt, bị hôi á, đụng với mấy gì. Thì mấy con cũng nên tập ngồi thiền đó, nhưng mà phải ngồi thiền có bằng ngay bằng thờ nha, đừng có ngồi tầm bậy bạ. Thù nó hoài cũng không hết chuyện, nhưng mà ở ban giám khảo đâu im rẽ cho vậy. Mới nó 15 phút giờ nửa tiếng ăn gian hoài vậy. Thì ở phụ qua bữa nay chơi bữa nay với ngày mai, rồi khuya ngày mai thì cho phụ chở vô, rồi không có liên lạc, không có bắt điện thoại, cũng không có nhắn tin bất cứ ai hết, cho tới ngày mùng 7 Tết. Hết ngày mùng 7 tới phụ mới xuất khỏi thất. Ok rồi, con lên nói đây không á, nói gì đi để khán giả ta ngồi. Thế thì thù nói tới chịu cũng còn chuyện nói hoài á. Ok, trả sân khấu lại nè, lấy cái này luôn nè. Khi mà cứ chỉa cái microphone vô cái lo hoài nó hút tới đi tổ tai. Trời ơi, tự nhiên đổi thừa mình không có kinh nghiệm. À, thể lệ thi áo dài 3 giờ chiều có kết quả. Bây giờ để tiếp để thay đổi không khí, mỗi tiết mục võ thuật sẽ được Thiên Hoàng Bắc trình diễn sau đây. Xin mời Thiên Hoàng Bắc. Thank you.
hay gì đó. I can't help you, look. Em chuyện giúp tới nha. Bye bye.